vụ nhiều người mất liên lạc tại Anh nhận 9 trình báo của các gia đình ở Nghệ An. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Sau khi công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ thủ tục bảo hộ công dân, đến ngày 3 tháng 11, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã nhận được 9 trình báo của người thân mất liên lạc khi qua Anh. Ngày 3 tháng 11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết, cho đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo giúp đỡ của 9 gia đình của 4 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò và Yên Thành về việc mất liên lạc với người thân khi qua nước Anh trong vòng 2 ngày, ngày 22 và ngày 23 tháng 10. Sau khi lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân làm các thủ tục bảo hộ công dân trong các trường hợp có nạn nhân là người Nghệ An, Sở Ngoại vụ đã nhận được trình báo của 9 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài những trường hợp nào làm đơn trình báo mà nay vẫn đã liên lạc được cho người thân rồi thì họ sẽ rút đơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, số gia đình có con mất liên lạc khi qua Anh nhiều hơn so với đơn trình báo này, đặc biệt là ở huyện Yên Thành, nơi có rất nhiều trường hợp được xác định là mất liên lạc trong những ngày qua, nhưng chỉ có 3 trường hợp trình báo, ông Dương cho biết thêm. Theo thống kê từ các địa phương xã và công an, hiện nay Nghệ An đã xác định được trình báo của 21 gia đình, vì vậy để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định trong các trường hợp có người Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị hướng dẫn các gia đình có các công dân liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung sau: gửi đơn đề nghị giúp theo mẫu đi kèm, cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như bằng chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về danh tính của các nạn nhân cần phải là công dân của địa phương hay không. Phía tỉnh cũng đã có phương án phối hợp với các bộ, ngành và gia đình xử lý sự việc, bảo hộ công dân nếu nạn nhân ở Anh là người Nghệ An, ông Dương nói. Trước đó, Sở Ngoại vụ Nghệ An cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến vụ phát hiện 39 người chết trong container tại Anh. Đồng thời, Sở đã công bố 3 số điện thoại của các tổ chức, gia đình cá nhân có liên quan thông tin về vụ việc, gồm Phòng lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài 02383560726, ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ 0963632609, ông Trần Khánh Thục, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 0912292617. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.